FB88, nhà cái đến từ châu Âu, uy tín hàng đầu Việt Nam. Mở cửa cho tất cả các giải đấu của các bộ môn thể thao như là bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, các bộ môn thể thao điện tử eSports, các loại cược đa dạng. Tỷ lệ cược hấp dẫn, nạp và rút tiền về tài khoản ngân hàng chỉ trong 5 và 10 phút. Nhà cái duy nhất hợp pháp xuất hiện trên nhiều tỉnh thành lớn: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ. Tổ chức và đồng hành cùng các thành viên FB88 trong các sự kiện thể thao hàng đầu. Vâng, chào tất cả mọi người, và bây giờ mình sẽ nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ BCA và câu lạc bộ Juve. Đây là trận đấu thuộc vòng 5 giải vô địch quốc gia Italia Serie A và sẽ được diễn ra lúc 23:30 ngày 22/9. Và ở trận đấu này, BCA sẽ tiếp đón Juve trên sân nhà, và theo mức tỷ lệ kèo của nhà cái FB88 đưa ra thì đối chủ nhà BCA sẽ được đội khách Juve chấp với mức kèo chấp là 1.25, mức kèo cũng hệ tăng 1.5 và cũng hệ hạ xuống còn 1 trái. Và cái mức tài xỉu trận đấu này là 3 trái và cũng hệ tăng 3.25 và cũng hệ tăng nữa là 3.5. Thì trước khi đi vào nhận định của các bạn, cho mình xin một like video, một subscribe kênh nhé. Thì trong quá khứ BCA và Juve có 4 lần chạm trán với nhau, và 4 lần chạm trán đó thì BCA thắng 1 và 1 và thua 2 trước Juve. 5 trận thi đấu gần nhất của BCA thì họ thắng 1 và 2 và thua 2. 5 trận thi đấu gần nhất của Juve thì họ thắng 2 và 1 và thua 2. Và ở trận đấu này với mức kèo thế này thì khuyên các bạn nên ưu tiên đi cửa đội khách Juve trận này. Vì sao? Thứ nhất là xét về thực lực ở hiện tại thì Juve vẫn đang được đánh giá là nhỉnh hơn BCA. Thứ hai là chúng ta xét về phong độ cũng như thành tích đối đầu á, thì Juve họ cũng đang khá là vượt trội hơn. Với cái thứ ba nữa thì mặc dù là hiện tại thì Juve đang ở vị trí thứ 18 của bảng xếp hạng, còn BCA thì xếp trên Juve đến 5 bậc, nhưng mà nhà cái lại đưa ra cái mức kèo là chấp hơn 1 trái. Thì mình nghĩ nhiều khả năng đây là cái mức kèo để cho các bạn đổ về nằm chủ nhà quá nhiều không chừng nữa. Với lại những lượt trận vừa qua thì Juve họ cũng đã để thua kèo cũng khá nhiều rồi, cho nên là ở lượt trận này mình nghĩ Juve họ sẽ lấy lại được cho anh em. Cho nên bạn nào tin tưởng mình thì bạn ưu tiên đi cửa đội khách Juve chấp 1.25 trận này. Và cái mức tài xỉu trận đấu này là 3 trái, 3.25 và 2.75. Thì không dự trù khả năng là BCA với lợi thế sân nhà cũng sẽ có bàn thắng vào lưới của Juve nữa. Và do đó trận đấu này sẽ có tỷ số là 3-1 như vậy cho Juve. Cho nên bạn nào tin tưởng mình nữa thì bạn ưu tiên đá cửa tài 3 hoặc là các bạn canh tài hạ xuống khoảng 2.75 thì bạn vào. Và mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là nửa trái và tài xỉu là 1.25. Ở hiệp 1 thì các bạn có thể là đá nhẹ Juve cũng được, và các bạn canh tài hiệp 1 nó hạ xuống khoảng 0.75 thì các bạn thả vào. Hiệp 1 mình dự đoán ít nhất có một bàn thắng được ghi. Và tất cả trận đấu khuyên các bạn chọn Juve và các bạn đá tài. Ở hiệp 1 thì chọn Juve và canh tài hiệp 1 xuống 0.75 thì vào. Và cảm ơn FB88 đồng hành cùng mình ở video này. Xin chào, hẹn gặp lại.